Năm công cô nương à, đừng nóng ruột, để tôi kéo chiếc thuyền vào trong, bằng không sẽ ướt dài của cô đó. Nè, tới đây, tới đây. Lần này được Sơ Tâm Huynh giải cứu, làm tôi có thể chết đi sống lại. Sơ Tâm Huynh hiểu rõ đại nghĩa, Minh Châu mới có thể xa được làng trài. Không có gì đền đáp, chỉ còn cách khấu tạ. Cô nương à, cô hành lễ như vậy Sơ Tâm không dám nhận đâu. Cái việc giúp người chỉ là thường tình thôi, không có ân nghĩa gì cả. Mẹ của tôi đối với cô nương thì là hơi quá đáng, mong cô nương tha thứ cho. Sơ Tâm Huynh rộng lượng như vậy, năm cung Minh Châu biết rõ trong lòng. Cô nương, chúng ta không cần khách sáo nhiều vậy. Lần này cô trở về không biết hung hay là kiếp. Nếu như cần sự giúp đỡ của Sơ Tam, Sơ Tam sẽ đợi ở đây cho tới trời sáng. Cảm ơn lòng tốt của Sơ Tam huynh, Nam cung Minh Châu xin bái biệt. Cô nương bảo trọng. Sơ Tam huynh bảo trọng. Sao chỗ này lại sao nông nổi như vậy? Em đừng có khóc nữa. Cha và lão phu nhân đâu? Lão già và lão phu nhân đã qua đời rồi. Lục soát. Dạ. Các người tới đây làm gì? Là nhà của ta mà. Chúng tôi nghi ngờ Nam cung Minh Châu thông đồng với người khác. Chúng tôi đã có bằng cớ. Tránh ra cho tôi lục soát. Ê, ê, các người có thể làm vậy được mà. Mẹ đừng mà. Ê, ê, à. Mẹ. 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 Minh Châu. Minh Châu à, còn ở đâu hả? Minh Châu. Tiểu thơ, em biết tiểu thơ nhất định sẽ về mà. Xuân Mai, chắc là em đã chịu khổ nhiều lắm rồi. Xin lỗi nha. Không có sao đâu. Nhìn thấy tiểu thơ bình yên vô sự, Xuân Mai cho dù có khổ bao nhiêu lần cũng không có ngại. Anh này tiểu thơ, từ nay có gì tính gì hay không? Còn em, em dự trù trở về quê nhà. Mẹ của em đã tìm được một gia đình đàng hoàng. Năm cung Minh Châu bây giờ chỉ còn có một mình, không có dính líu, không có vàng bạc để cho em. Không cần, không cần đâu tiểu thơ ạ. Em đã có tiền để dành. Còn tiểu thơ ở lại mình giỏi nha. Yeah!
Tôi đồng ý. Vậy kẻ báo thủ này là gì chứng của chúng ta? Nam cung cô nương, Nam cung cô nương. Để tôi kéo thuyền tới. Cô đừng đi đâu nha. Sao ngươi lại đứng như là khúc gỗ vậy? Làm ơn mở miệng nói chuyện đi, có được hay không? Thần không biết nói gì và cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thì nói những chuyện vui cho bổn vương đỡ buồn chút. Hay là để thần nói lý lẽ trong kinh thư cho đại vương nghe nha. Ê, đừng nói chuyện đó nha. Nếu như mà nói thì bổn vương thà là ngươi đừng có nói. Dạ. Ngày thế như vậy bổn vương phải chịu đựng bao lâu đây hả? Đại vương, có tin mừng. Đại vương. Tin mừng gì đây? Có phải tất cả đã bố trí xong không? Bẩm đại vương, tất cả các đạo binh Cần Dương đã trú đóng 20 dặm ngoài ảnh đồ, sẵn sàng chờ sai khiến. Ê, vậy thì lập tức xuất phát. Đại vương, theo như tông võ nhận xét, bây giờ không phải là lúc xuất binh. Tại vì đội quân Cần Dương vừa mới tới, còn chưa có chỉnh đốn xong. Có câu là binh mệt khó đánh. Như vậy còn phải đợi nữa hả? Tông huynh, thật ra thế lực của phía Du Kỳ chúng ta hiểu rõ lắm mà. Hắn có bao nhiêu binh lực, chúng ta đều biết hết. Còn đợi cái gì? Ngũ tiên sinh, phải đợi một thời cơ thích hợp. Có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thành bại ngoài sự cố gắng của con người ra thì còn phải tùy thuộc vào số trời thì mới được. Nếu nói như vậy thì còn phải chờ thời cơ nữa hả? Thời cơ chín muồi thì tự nhiên chúng ta sẽ biết. Bổn vương thật sự không có đợi được nữa. Khải bấm đại vương, phía Du Kỳ đại nhân mang thư tín. Coi thử coi hắn nói cái gì. Phía Du Kỳ đã chọn được cái ngày cáo lão hồi hương, chuẩn bị mời các văn võ tới phủ của ông ta để tiệc tùng đền ơn tri ngộ của hoàng thượng. Ăn tiệc ngày nào vậy? Tối ngày mốt. Không biết là phí vô kỵ sẽ chuẩn bị những trò chơi gì đây hả? Đại dương, đại dương muốn dự tiệc hả? Cái chuyện này đại dương, bữa tiệc đó đừng bao giờ tới. Tại sao? Theo ý của tiểu nhân thì phí vô kỵ bên trong chắc chắn có gian dối, chúng ta lại không tiện bố trí trước, e là sẽ để lộ tin tức. Nếu đại dương đồng nổi tới dự tiệc, e rằng sẽ gặp điều bất chắc. Tôi không đồng ý. Không phải tôn huynh lúc nào cũng nói là phải đợi thời cơ hay sao? Tôi nghĩ buổi tiệc đó là một thời cơ rất thích hợp. Phí Du Kỵ và bè đảng của hắn đều có mặt ở đó. Ngoài phí Du Kỵ ra, tất cả nguyên binh của mọi người đều phải giải trừ hết.
Hơn nữa đạo quân cận diện của chúng ta đều tập trung đầy đủ, so sánh hai bên thì binh lực của chúng ta đã vượt hẳn Phí Du Kỵ. Hơn nữa Phí Du Kỵ muốn mời đại dương đi dự tiệc, có lẽ Tôn Quỳnh nói đúng, đây là một cạm bẫy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng kẻ trúng bẫy là Phí Du Kỵ chứ không phải là chúng ta. Chúng ta có thể tương kế tự kế, trong buổi tiệc đó có đủ mặt mọi người, chúng ta hạch tội Phí Du Kỵ, sau đó đưa binh vào thành, tới thẳng phủ đệ Phí Du Kỵ, bắt sống Phí Du Kỵ, kêu hắn vào lại binh quyền. Chỉ cần phối hợp chặt chẽ, không tiết lộ bí mật, nhất định sẽ thành công. Được, vậy thì làm theo ý của Ngũ Tướng Vương đi hả? Nhưng mà nếu Phí Du Kỵ giành trước xuất kích, hay là có âm mưu gì khác, dù cho có cũng không sợ. Khi mà chúng ta đọc tội trạng của hắn, thì các tướng lãnh sẽ đưa binh vào trong phủ. Bất kể hắn có mưu kế gì, cũng bị chúng ta khuất phục mà. Được, vậy chúng ta lập tức hành động. Hạ quan lập tức liên lạc đại quân Cần Dương cùng cử đại sự. Triệu thư hạch tội Phí Du Kỵ do lão thần thảo ra. Tôi sẽ cho thám tử tới phủ của hắn ta, xem có hắn có động tĩnh gì hay không, và điều tra coi có bao nhiêu đại thần tới dự tiệc. Tốt, tốt. Cuối cùng ta có thể bay lên tận trời cao và gáy một tiếng thiệt lớn rồi. Sau khi thành công, ta sẽ trộm thưởng cho mọi người. Tiểu Điệp, lập tức thu xếp hành trang. Lại muốn làm gì nữa đây? Lập tức thu xếp, đừng có hỏi nhiều. Ê, vậy chứ muốn làm cái gì đây? Kêu bà thu xếp thì bà thu xếp đi. Bà không thu xếp thì tôi thu xếp bà. Tiểu Điệp biết rõ. Nè ngựa xe. Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, sao kêu ngừng xe vậy chứ? Không chạy không kịp nữa đâu. Ông còn nói rõ ràng lý do gì bỏ đi, tôi không đi. Bây giờ không phải là lúc nóng giận. Bà lắng nghe tôi nói đi, không có sai đâu. Tôi biết đứng trên lập trường của bà mà nói, kêu bà bỏ đi như vậy thì bà cảm thấy bực ở trong lòng. Nhưng mà đứng trên lập trường của tôi thì không phải như vậy. Ra đi một cách không rõ ràng, dù sao vẫn còn hơn là chết một cách không minh bạch. Đừng có lập trường tôi, lập trường ông, lập trường nó. Ông đi rồi không đi như vậy đó là lần thứ mấy? Mấy lần trước khác, còn lần này nhất định phải đi. Lần nào cũng nói như vậy có gì không đúng? Lần nãy bà đi, còn tôi ở lại. Lặp lại một lần nữa. Tôn võ tôi đã nói rồi, đại trưởng phu không thể nói không giữ lời. Chúng ta là vợ chồng với nhau, ông kêu tôi bỏ đi, ông còn nhớ cái ngày thành hôn mà đã nói với tôi cái gì không? Có phước cùng hưởng, có quả cùng chịu. Bây giờ ông kêu tôi một mình về quê, ông muốn cái gì đây? Ông còn xem tôi là vợ của ông hay không? Muốn ở thì cùng nhau ở, muốn đi thì cùng nhau đi. Không được, bà đi còn tôi ở. Lặp lại một lần nữa. Tôi nói không được, bà đi còn tôi ở lại. Tôi nhịn bà đủ rồi, không nhịn bà nữa đâu. Tại sao lớn tiếng như vậy? Chịu đủ cái gì? Tôi đã chịu đựng quá sức cái tánh ngang ngược của bà, đành đá của bà rồi. Tối ngày cứ đánh đập tôi. Đánh ông thì làm sao? Bà đánh tôi bỏ bà. Có giỏi thì lặp lại lần nữa. Tôi bỏ bà. Nói thêm một lần nữa, nói thật nói chơi. Tôn võ tôi bây giờ nói cho bà biết, tôi không thương bà, tôi bỏ bà đó. Tôi có khuyết điểm gì mà ông định bỏ tôi? Kể hoài cũng không hết, thờ từ hổng trong xe ngựa. Đây không phải là binh thư của ông sao? Không phải là binh thư, mà thư bỏ vợ. Sao mà tôi có nhiều khuyết điểm quá vậy? Tôi chỉ viết con phần nữa thôi, bà từ từ đọc đi. Không ngày tái ngộ. Ê đứng đó, giỡn cho Tôn võ. Ngươi nhẫn tâm quá. Từ nay về sau chúng ta phải dứt khoát đường ai nấy đi. Là bà nói đó nha. Từ nay chúng ta dứt khoát đường ai nấy đi. Tôn võ à, Tôn võ, chúng ta là vợ chồng mà, có chuyện gì thì về nhà nói có được hay không? Hả? Tôi không còn cái gì để nói với bà nữa. Tôn võ à, Tôn võ, đừng có bỏ tôi năn nỉ mà. Đừng mà. Tôn võ đừng có bỏ đi nha, đừng có bỏ tôi. Đủ rồi, đủ rồi, đừng khóc nữa. Khóc lóc từ nãy tới giờ, sao không có giọt nước mắt nào vậy? Nước mắt đã chảy cạn từ lâu rồi. Vậy thì tôi với bà dứt khoát, đường ngày nấy đi, không ngày tái ngộ. Tôn võ. Tiểu Điệp, tôi thiệt là có lỗi với bà. Tôn võ, Tôn võ. Đại Dương, kế sách vẹn toàn của các người đã nghĩ xong chưa vậy? Dạ đã nghĩ ra rồi.
Nhưng mà kế sách không được vẹn toàn, chỉ cần tỉ mỉ và cẩn thận thì chắc có lẽ không sao. Ê da, đừng có dòng dò nữa, cái việc nói thẳng đi, bổn vương nóng ruột rồi. Đại vương, bữa tiệc được tổ chức vào lúc xế chiều, chúng ta chỉ làm hai cánh, ta và Ngũ tiên sinh một cánh, còn Ngũ lão tiên sinh cùng với Tử Tường huynh và đại vương là một cánh. Mục đích mình chỉ làm hai cánh là để tránh sự chú ý của Phí Du Kỵ, xuất kỳ bất ý không kỳ bất bị. Lãnh nghe lệnh, một lát tất cả phải tập trung, đêm nay vào giờ tí tới Dương phủ bảo vệ cho đại vương. Dạ. Ngũ khách già, hai cha con người nhất định phải tùy cơ ứng biến. Lão thần biết rõ, xin đại vương yên tâm. Ngũ khách già, nếu như trong bữa tiệc có điều gì xảy ra, phải nhắc nhở cho bản vương biết đó nhờ. Hò nhẹ vài tiếng. Lão thần biết rõ, đại vương yên tâm đi. Được. Nè, nếu như bản dương nghe không rõ thì họ lớn lên hai tiếng nhất định phải nhắc nhở cho bản dương hả? Ngũ sao biết rõ, đại dương yên tâm. Đợi một lát nữa, bổn dương sẽ trở thành một vị minh dương bay bổng lên trời, phải diệt trừ Tinh Gia Thần Phí Vô Kỵ. Lão thần biết, xin đại dương yên tâm. Được, đi. Phí khách già thật sự biết ý của bổn vương. Đại vương, chúng ta có việc quan trọng. Biết rồi. Đại vương, thần đây tội thực đáng chết, lại không có ra nghinh đón được đại vương. Phí khách già, miễn lễ, miễn lễ. Đại vương, xin mời vào chỗ. Đại vương, đêm nay là đêm cuối cùng của Phí Vô Kỵ ở tại Sở Quốc. Vì muốn đền đáp bao nhiêu năm đại vương đã sủng ái thần, công ơn tri ngộ, mong đại vương hãy nhận một ly rượu này của thần. Đại vương, sau đêm nay Phí Vô Kỵ sẽ quy ẩn sơn lâm, không dính líu tới chánh trị nữa. Đây là ân tín xin trao trả lại cho đại vương, mong đại vương chọn nhân tài khác giữ cái soái ấn này. Thật là ngoài điều dự đoán, không biết Phí Vô Kỵ muốn giở trò gì đây. Làm đúng kế hoạch, Tử Tư và Tôn Đại Ca đang đợi tin tức của chúng ta. Phí Vô Kỵ, Phí Vô Kỵ bất tài, không biết làm sao mà đền đáp lại long ân của đại vương. Vì vậy chuẩn bị một ít quà nhỏ, hy vọng là đại vương sẽ thích. Là quà nhỏ gì đây? Những dữ kỹ này đã chọn ở trong số cả ngàn người đã huấn luyện mấy tháng trường, vì muốn quỷ diễn cái màn này cho đại vương xem. Đại vương, có thích hay không hả? Thích, ta thích lắm. Phải rồi, chỉ cần đại vương đây thích đó thì thần đây cho dù là chà, bây giờ phải làm như thế nào? Ta cũng không biết. Báo cáo tướng quân, đại vương thái phụ và tướng quân Ngũ Tử Tường đã vào phủ Phí Vô Kỵ. Tình hình thế nào? Tất cả bình thường. Người giữ ở Phí Vũ có gì đặc biệt hay không? Giống như bình thường, không nhiều không ít. Được, lập tức truyền lệnh, tất cả sẵn sàng nhập thành. Dạ tướng quân. Thiệt là kỳ lạ, Phí Vô Kỵ tại sao lơ là như vậy chứ? Không phải hắn lơ là, mà là chúng ta cẩn thận và không có tiết lộ tin ra ngoài. Đêm nay sẽ là ngày tàn của Phí Vô Kỵ,
Tôn Võ nghĩ rằng cái chuyện này không có đơn giản như vậy đâu. Tôn huynh, binh pháp mưu lược có lẽ tôi không bằng huynh, nhưng mà hành binh kiện tướng, nắm lấy thời cơ thì tôi đây có nhiều kinh nghiệm hơn. À phải. Vì vậy huynh đừng quá lo lắng. Phải. Không phải huynh nói trên đời không có kế sách vẹn toàn hay sao? À phải. Đại dương, trời đã ban việc tốt, có lẽ không tốn một binh một chốt là có thể bắt được Phí Vô Kỵ. Đại phu, Phí Khanh gia đã sao? Bẩm đại dương, Phí đại nhân quốc ức sinh bệnh, bây giờ đã vào tận xương cốt, e rằng... E rằng cái gì? E rằng sống không được bao lâu. Lập tức báo cho Tử Tư, đừng trở về nữa. Không kịp đâu, con nghĩ Tử Tư và Tôn Đại Ca đã trên đường tới đây. Phí đại nhân muốn gặp mặt đại dương trước khi qua đời. Dạ. Phí Khanh gia. Phí Khanh gia. Đại dương. Phí Khanh gia. Sao nói Phí Khanh gia bệnh gần chết? Đại dương, có thể nhìn mặt của đại dương thì Phí Vô Kỵ có chết cũng cam tâm. Phí Khanh gia, thật ra Khanh gia muốn nói cái gì? Đại dương, Phí Vô Kỵ tôi là người đàng hoàng, không có làm việc mờ ám, chỉ muốn một lòng lo cho hoàng thượng, để hoàng thượng được an hưởng thái bình. Không ngờ đại dương lại không có biết ý của lão thần. Thần đã nhiều lần muốn nói với hoàng thượng, nhưng mà lại bị hoàng thượng từ chối. Hạ thần đều nghĩ là do những gian thần ở bên mình của đại dương mà gây ra thôi. Với tình quân thần giữa đại dương và thần, đại dương không bao giờ từ chối thần đâu. Hạ thần đây không biết làm gì hơn, cho nên phải dùng tới hạ sách này. Phí Khanh gia, thật ra muốn nói gì với bổn dương đi? Đại dương, không biết là đại dương có dự tính gì cho cuộc đời còn lại của mình hay không hả? Đương nhiên là bổn dương đã có dự tính, không cần người phải lo. Không, đại dương, có thể là cho hạ thần dự tính giùm cho đại dương nha. Bái kiến đại dương đi. Bái kiến đại dương. Phí Vô Kỵ, Khanh làm như vậy. Phí Vô Kỵ, người làm cái gì? Đại dương, từ nay đại sở của chúng ta quốc vận hưng thông, quốc thái dân an, đại dương có thể yên tâm hưởng lạc rồi, khỏi cần phải lo lắng nữa. Phí Vô Kỵ tôi ở đây thì cuộc đời còn lại của đại dương tuyệt đối không còn tai ách đau kiếm nữa đâu. Đại dương, nếu mà không muốn hưởng thụ những tấm thân ngà ngọc này, thì mong đại dương hãy dùng thanh kiếm này giết chết Phí Vô Kỵ, để cảm thấy lòng trung thành của Phí Vô Kỵ đối với đại dương, trời đất làm chứng. Đại dương. Cái gì hả? Không lo em sao? Đó, sao lại không lo? Đại dương. Lục Lâm. Dạ. Ngươi và Tôn huynh đợi ta ở đây. Dạ biết. Những binh sĩ khác phong tỏ phía phủ, không có lệnh không được ra vào, bằng không giết chết không tha. Ngũ tiên sinh. Tôn huynh có chuyện gì? Cẩn thận một chút, nếu như có chuyện gì xảy ra thì chạy về phía bắc đi. Tôi không hiểu ý của Tôn huynh. Ta chỉ lo là rủi ro thôi, đề phòng rủi ro mà thôi. Tôn huynh cứ yên tâm đi, không có vấn đề rủi ro gì đâu. Tôi nhất định phải bắt Phí Vô Kỵ đi từ cánh cửa đó ra ngoài. Đại dương, đại dương yên tâm hưởng lạc, tất cả có hạ thần lo hết. Đại dương đâu? Ở trong kia. Phí Vô Kỵ ở trong kia à? Thôi chết, các vị đại thần đừng có hốt hoảng. Tôi có mang binh theo hộ giá, các vị tướng quân theo tôi. Dạ. Dạ. Những người còn lại canh giữ đại sảnh. Dạ. Hạ thần hộ giá tới trễ, mong đại dương tha tội. Lập tức thả đại dương ra. Ngũ Tử Tư, người dùng kiếm dùng đao trước mặt của đại dương với lòng giả gì muốn giết vua? Ngũ Tử Tư, người dùng kiếm trước mặt của bổn dương là có ý đồ bất chính. Người đâu,
bắt hắn lại. Dạ. À, khoan đã. Thần có thủ lệnh của đại dương, ra lệnh cho thần tới hộ giá và bắt vô kỵ. Người nói toàn lời bậy bạ. Bổn dương chờ phí cách già, quân thần một lòng. Bổn dương không bao giờ hạ thủ lệnh như vậy đâu. Các người giả truyền thánh chỉ. Các người thì là to gan bằng trời mà. Đại dương đã hứa với cha con chúng tôi, hợp sức tiêu diệt phí vô kỵ. Bây giờ đại dương lại quên lời hứa. Người nào bắt được tên phản tặc của nhà họ Ngũ sẽ được lên 3 cấp và thưởng 3.000 đồng bạc. Dạ. Hiền đệ, đại ca, hôn quân không giữ lời hứa, đã có cái chi phí vô kỵ rồi. Để coi các người trốn đi đâu, bắt nó. Thừa khẩu lệnh của quan thượng, Ngũ Tử Tư, Ngũ Sa, Ngũ Tử Tường và những tướng khác có ý đồ bất chính, đại nghịch bất đạo đều giết hết. Phí vô kỵ, ngươi nói sai sự thật. Bị đâu, bắt tụi đó. Dạ. Chạy mau. Quy định phụ tử về trước để em trợ. Quynh bị thương hả? Không sao. Ngũ tiên sinh, ta ở ngoài này. Mau mau xông ra ngoài đi. Xông ra ngoài đi. Chuẩn bị. Dạ. Bắn tên. Lùi. Quynh đi chạy đi trước đi. Ngũ tiên sinh tụi ngoài này, mau ra ngoài đi. Mau ra ngoài đi. Cha, sao rồi? Cha mau đi. Từ từ, hãy chạy mau đi. Đi ca, chạy mau. Cẩn thận. Đi biết rồi, đi ca. Đi cơ, bắn tên. Ngũ tiên sinh chạy mau đi. Đi cơ. Ngũ tiên sinh chạy mau. Chạy mau đi. Đi cơ. Đi cơ. Tiểu gia chạy trước đi, chạy mau. Lập tức cho thông tướng quân tới đi. Dạ. Mời lên, cẩn thận nha, cẩn thận. Thì đúng là đại nghịch bất đạo mà. Mời đi chuẩn bị xe. Dạ. Chuẩn bị xe ngựa. Người cành kéo ngoài cửa. Dạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi tính lầm rồi, Sở Bình Dương thông đồng với phía vô kỵ. Cha, đừng có nói nữa, đừng có nói nữa. Đại nghịch bất đạo phía vô kỵ, và tên hung quân không giữ lời hứa. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Tử Tư. Hả? Tử Tường đâu rồi? Hả? Tử Tường đâu? Hả? Chết rồi. Hả? Không đâu, Lộc Gia làm cái gì vậy? Tử Tường tại sao lại qua đời? Chuyện gì vậy? Tử Tường chuyện gì vậy? Mẹ bình tĩnh đi, chúng ta đã chút quả sát thân rồi. Mọi người lập tức rời khỏi đây ngay, mau tập trung ở đại sảnh, mau lên. Dạ, mau lên. Tử Tư.
nó lên. Thân Bảo Tư, chúng ta mau lánh mặt đi. Các người canh cửa cái, còn các người khác theo ta. Dạ. Đúng rồi chưa? Đủ cả rồi. Vì để tránh gặp nạn trên đường đi, chúng ta chỉ làm ba cánh. Ngủ xa nhận chỉ. Ngươi không thấy sao? Cha của ta đã bị thương, có chuyện gì từ từ nói đi. Chúng tôi thừa lệnh của đại dương. Đại dương có chỉ gì, cứ nói với ta đi. Tỉnh ra. Ngủ xa tôi xin đón chỉ. Quỳ xuống. Đại dương hạ lệnh, thái phụ Ngũ Sa cùng với hai đứa con là Ngũ Tử Từ, Ngũ Tử Tường âm mưu tạo phản, đại nghịch bất đạo, xử tội ngũ mã phanh tay. Nhưng nể tình bao đời, nhà họ Ngũ tận trung, triều đình công quả, tương đồng bằng một bầu rượu độc, ra lệnh cho gia đình Ngũ Tử Từ tự mình kết liễu để cho cả gia đình được toàn thây. Nếu như cãi lệnh, giết chết không tha. Giết chết không tha? Để coi ai giết ai. Vô lễ. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Thần tướng quân, âm mưu tạo phản là do một mình Ngũ Sa tôi gây ra. Ngũ Sa tôi chấp nhận thánh tài, mong đại dương hãy tha cho nhà họ Ngũ chúng tôi. Ngũ huynh, Thân Bảo Tư không những làm chung với huynh nhiều năm và còn là bạn thâm giao nữa. Không phải Thân Bảo Tư không giúp, mà vì quân lệnh khó cãi. Quân lệnh khó cãi. Quân lệnh. Quân lệnh khó cãi. Tướng công, hồi chúng ta đính hôn đã tuyên bố ông chủ ngoại, tôi chủ nội. Bây giờ chuyện xảy ra trong nhà thì phải do tôi làm đầu. Cái ly rượu độc đó phải do tôi uống trước. Phu nhân. Mẹ. Phu nhân, tại sao bà lại uống một mình như vậy? Mẹ. Cha. Cha. Nhà họ Ngũ chúng ta đời đời kiếp kiếp đã lập biết bao nhiêu là công lao hạng mã cho triều đình. Bây giờ không những không được phong thưởng mà còn muốn hãm hại gia đình chúng ta, nói là chúng ta mưu đồ bất chính và muốn giết chết cả nhà. Ngũ Tử Tư ta tuyệt đối không ngồi đây chịu chết đâu. Ta nhất định phải trả thù tên hung quân và Sam thân. Trả thù hung quân và Sam thân. Cầm kiếm. Chém chết bọn chúng. Đừng đánh nữa, ngừng tay.
Ngựa. Ngũ tiên sinh lên ngựa đi. Bắt lên nó. Bắt lên nó. Lên ngựa mau. Mau lên. Từng bao từ có lỗi với đại dương. Đi qua coi giảng báo cáo kìa. À, đi qua. Đi, đi. Ê, qua coi, đi, coi đi, đi bắt người đó. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè, dạ. Cô thấy người này không? Thấy không hả? Dạ. Không thấy. Đi. Không thấy mà lính đại ca. Nè, cô thấy người này không? Không thấy. Không. Người đi đâu? Giờ đi chợ. Đi đi. Đi. Dạ, dạ, dạ. Đi đi. Đây, 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 đây. À, đây, đây. Đi mau. Đi đi. Mau lên. Đứng trên lập trường của Tôn Võ, về góc độ của Tôn Võ mà nói, Ngũ tiên sinh đêm nay phải xuất hành. Phải bình tĩnh một chút, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đứng lại, đi đâu đó? Để xuất thành. Nè, lục soát đi. Dạ, dạ. Mọi người cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Dạ. Nè, dạ. Quay khả nghi dạ. Không? Dạ. Thiếu gia, có quá nhiều quan binh canh giữ, làm sao đi? Bây giờ ngươi đi dụ về tên lính ở chỗ khác, còn những tên kia để cho tao. Dạ. Bên đây. Nè nè. Nè, các người đi đâu đó? Dạ các quan, đây là đại ca của tôi, ông ta ra ngoài để trị bệnh, hy vọng như vậy thông cảm giùm. Làm cho mấy người chết cũng không yên thân. Ngũ tế tư xin thầy, sau này sẽ trở về đây trả thù cho mọi người. Bên kia có người, tới coi coi. Thiếu gia chạy mau đi. Thiếu gia hả? Thiếu gia hả? Chạy mau đi thiếu gia. Nè thiếu gia hả? Chạy mau đi mà. Nè đứng lại. Đứng lại. Chạy mau đi. Đứng lại. Thiếu gia hả? Chạy đi. Chạy mau đi. Chạy mau đi. Tránh ra. Tránh ra. Đến rồi.
Tôn huynh, Tôn huynh, Tôn huynh, Tôn huynh à, Tôn huynh, Tôn huynh à, Tôn huynh, Tôn huynh à, Tôn huynh. Chuyện gì? Tôn huynh, gì mà tôi tưởng? Tưởng tôi chết rồi hả? Đâu có. Huynh có đói không? Tại vì Tôn Võ đói bụng quá nên ngủ phớt đi cho rồi, để tránh thức dậy càng nghĩ càng đói. Không biết con đường này phải đi bao lâu nữa mới tới thị trấn. Tôn huynh, để chút nào chưa? Chỗ này ngay cả nước cũng không có. Tôn Võ có nhiều mồ hôi lắm, lấy thấm mồ đi. Quên lên cho mình đi. Xin lỗi nha. Bạch quả, có bạch quả đó. Chúng ta thì là may mắn, có thể hái được nhiều trái cây như vậy. Nè ăn đi. Tôi không ăn đâu. Tất cả những thứ ăn trên đời này Tôn Võ đều ăn hết, nhưng chỉ không có ăn bị bào quả thôi. Sao vậy? Không thích mùi vị của nó hả? Không phải. Mỗi lần mà Tôn Võ ăn trái này đều đau bụng ói ỉa. Tôi... Vậy thì ăn chút thôi. Ăn chút đi cho bớt khát nước. Không cần. Tôn Võ còn rất nhiều mồ hôi. Ngủ tiên sinh cứ việc tự nhiên. Vậy tôi không khách sáo nha. Mồ hôi cũng cạn luôn. Không lẽ ông trời định hại ta? Tôn huynh, con gà rừng nướng sắp xong rồi, qua ăn đi. Tôi không ăn đâu. Không lẽ ăn gà rừng cũng ói ỉa hay sao? Tôn Võ chỉ còn lại nửa cái mạng thôi, cho dù có ăn đi nữa cũng là sự lãng phí. Ngủ tiên sinh, tiên sinh đừng có lo cho Tôn Võ nữa. Đưa tôi đi chỉ liên lụy tới tiên sinh thôi. Tôn Võ sống không liếng tiếc, chết không đáng nói. Điều duy nhất mà tôi không an tâm là con vợ của tôi. Không biết là tình hình của bà bây giờ ra sao. Bà tốt với Tôn Võ như vậy mà Tôn Võ lại bỗng dưng bỏ bà. Tôn Võ quả thiệt là có lỗi. Cứ nghĩ tới điều đó, đêm nào Tôn Võ ngủ cũng không được yên. Ngũ tiên sinh, được quen biết với tiên sinh là nỗi vui mừng lớn nhất trong đời của Tôn Võ này. Tôn Võ nhiều lần tự biệt tại vì không muốn liên lụy tới tiên sinh. Nếu như chúng ta có duyên, hy vọng kiếp sau Tôn Võ. Tại sao mình nhiều chuyện quá vậy? Đi thì đi đi, còn nói nhiều làm gì vậy chứ? Tông Quân à!
Tôn Quỳnh! Tại sao tôi có nhiều tóc bạc quá vậy? Tóc của tôi đã bạc hết rồi. Phí Diêu Kỵ, Ngũ Tứ Tư, ta thề không giết ngươi không làm người đâu. Ta muốn Ngũ tiên sinh, đói bụng rồi. Tôn huynh, đệ kiếm huynh mệt gần chết rồi. Nè, lên đi. Cảm ơn. Buông tay đi. Buông tay đi mà, buông tay đi. Tôn Võ chỉ còn lại nửa cái mạng người. Đưa tôi đi chỉ liên lụy tới tiên sinh thôi. Quỳnh muốn cái gì đây hả? Quỳnh vì nhà hồng ngủ chúng tôi mà ra tới nông nỗi này. Còn vợ chồng thì phải phân ly. Hơn nữa Quỳnh cũng vì tôi mà bị thương. Đại ơn đại đức này tôi còn chưa kịp đền đáp. Bây giờ Quỳnh lại buộc tôi phải bỏ đi. Tôn Võ, có phải Quỳnh muốn tôi là kẻ bất nhân bất nghĩa hay không hả? Không phải, Tôn Võ không có ý đó đâu mà. Ngũ Tử Tư xin thề với trời đất, hôm nay tôi và Tôn Võ kết nghĩa huynh đệ. Ảnh là anh, còn tôi là em. Từ nay có phúc cùng hưởng, có quả cùng mang. Nếu ai sai lời thề, chết không toàn thây. Quê, nè Ngũ tiên sinh à, đừng có làm như vậy mà. Đệ ca không có chê trách đệ chứ? Không phải, Tôn Võ chỉ sợ trèo cao không nổi. Nếu đệ ca còn gọi đệ là Tử Tư, tức là khinh thường đệ. Vậy ta không cách sáo. Tử Tư hiền đệ, tôi ghen. Đệ ca, mình đi nha. Được, tôi ghen. Đệ cổng cho. Ê, không được. Tôn Võ thiệt nặng lắm. Đệ cổng nổi mà. Còn nặng hơn con heo nữa đó. Đi nói cổng nổi mà, lên đây đi. Thì xin lỗi nha hiền đệ, xin lỗi. Nè, hồi nãy chúng ta thề với trời với đất, đệ thì quỳ, còn Tôn Võ chưa có quỳ, như vậy chưa có được đâu. Không phải đại ca nói đại trượng phu bất câu nệ tiểu tiết hay sao? Đừng câu nệ tiểu tiết hả? Phải. Lên đi. Ê, không được, thôi vậy nha, hay là nhờ Tôn Võ đi thì được rồi. Ê, cảm ơn, thì to gẹt. Cẩn thận. Ê, được, to gẹt. Sơ Tam hả? Còn có phát hiện Minh Châu gần đây có điều gì lạ không hả? Đâu có, bình thường thôi mà. Vậy thì phải rồi, mẹ lấy làm lạ. Hoàn toàn không có động tĩnh gì. Cái gì mà không có động tĩnh chứ? Ê, à, gần đây con có thấy vợ của con có gì lạ hay không? Thí dụ như là buồn nôn, buồn ói. Sơ Tam mà, có phải con hả? Nè, đã cưới vợ rồi còn mắc cỡ cái gì nữa chứ? Ráng một chút xíu đi, mẹ không có thời gian để mà chờ đợi đâu. Mẹ đừng nói vậy, mẹ khỏe như vậy sống tới 100 tuổi đó. Không có cháu nội sống lâu 100 tuổi làm cái gì chứ? Mẹ chỉ muốn gia đình của chúng ta có hậu. Nhìn thấy con làm cha của người ta, mẹ mới yên ở trong lòng. Mẹ à, mẹ coi kìa. Hai vị huynh đài có cần giúp đỡ gì không? Đại ca của tôi trên đường đi đã bị bệnh, có thể nào cho chúng tôi mượn đỡ một túp liều, nghỉ ngơi một chút lát không? Được, theo tôi. Mẹ à, mẹ nấu nước sôi dùm đi, để cho hai vị đại ca này dùng, họ bệnh đó. Được. Mẹ nấu nước sôi cho hai vị khách qua đường dùng. Có lẽ họ bị cảm phong hàn đó. Để con. Nè, con đi xem cháu nấu xong chưa? Ừ. Nấu xong rồi. Vậy con hãy mang cho hai người khách kia ăn đi. Có lẽ họ đói bụng ghê lắm đó. Dạ con biết. Người huynh đệ này xưng hô thế nào? Sơ Tam. Cảm ơn giúp đỡ. Không có chi. Minh Châu, đã nấu xong nước sôi rồi hả? Mẹ kêu em mang cháu tới cho hai người khách ăn cho đỡ đói, sau đó sẽ mang nước sôi tới đây. Hai vị huynh đài đường xa mệt mỏi chắc cũng đói rồi, ở đây có chút cháo.
Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu. Đây chính là nương tử của tôi. Xin chào đại tẩu. Đừng khách sáo. Tử tư hiền đệ, đại tẩu mang cháo tới cho chúng ta. Cảm ơn đại tẩu. Hai vị xin mời dùng cháo. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Đại ca, tỉnh rồi hả? Đại ca, Quỳnh thấy sao? Hai chén thuốc lúc nãy Quỳnh uống có công hiệu hay không hả? Có đỡ hơn không? Hiền đệ, Tôn Võ mang ơn của Hiền đệ thì không biết đến bao giờ mới có thể trả nổi đây. Ê, chúng ta là huynh đệ kết nghĩa mà, khách sáo làm gì? Nếu muốn đền đáp hả? Vậy thì huynh điều dưỡng cho mình hết bệnh trước đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Hiền đệ nói rất là đúng, hai chúng ta nhất định phải rời khỏi Sở Quốc. Rời khỏi Sở Quốc? Rời khỏi Sở Quốc, vậy mình đi đâu để nương thân? Nhất Ngô, cái thù của nhà họ Ngũ là tên Hung Quân và Phí Vô Kỵ. Nếu như bây giờ chúng ta rời khỏi Sở Quốc, sau này làm sao mà trả thù được đây? Nhưng bây giờ dựa vào lực lượng của hai huynh đệ chúng ta thì làm sao trả được thù đây hả? Cho nên Hiền đệ đã tay không tất sát thì Hiền đệ càng phải tới Ngô Quốc, tại vì Ngô Sở có mối thù truyền kiếp. Đệ hiểu rồi. Chúng ta phải mượn sức của nước Ngô để tiêu diệt cái tên hung quân đó và tên gian thần Phí Vô Kỵ. Đệ hiểu được ý của huynh thì tốt. Mượn sức đánh sức để cho họ tương tàn. Hai huynh đệ chúng ta bây giờ là phải chịu khó chờ đợi. Đến lúc thời cơ chín mùi thì nước Sở nhất định sẽ bị diệt. Được, đại ca cố gắng điều dưỡng đi, để huynh khỏe lại chúng ta lên đường. Hiền đệ, Tôn Võ có chuyện này muốn cầu chứng với Hiền đệ. Đại ca không cần phải nói vòng vo mà, có chuyện gì nói thẳng đi. Theo sự quan sát của Tôn Võ, người đại tẩu ngày hôm nay mang cháo tới cho chúng ta hình như là Nam Cung cô nương. Thiệt là tình cờ. Quả thiệt là tình cờ. Nam Cung cô nương, đại giờ xin đừng có làm phiền tôi. Tướng công tôi cần gấp manh lưới này để ra biển đánh cá. Cô thật sự không nhận ra tôi hay là không muốn nhận ra tôi? Đại gia là người quý phái, những người con gái quê như chúng tôi làm sao quen biết đại gia? Tôi biết là cô hận tôi. Làm sao dám hận đại gia? Chúng ta chưa bao giờ quen biết, chưa hề gặp mặt. Quen cũng được, không quen cũng được. Nhưng mà có một điều tôi thật sự muốn cô hiểu rõ. Tôi tuyệt đối không phải là một người vô tình vô nghĩa đâu. Nam Cung cô nương, buông tay. Tôi có lỗi với cô. Đúng vậy, hành động của tôi hôm đó thật là bị ổi. Và cô hận tôi cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà có rất nhiều việc không phải chỉ vài ba lời là có thể nói rõ hết được. Tôi biết là cô đã chịu nhiều cực khổ và đã bị nhà tan cửa nát. Tôi thật sự rất là áy náy trong lòng. Xin lỗi nha. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi thật sự không phải là hạng người vô tình bạc nghĩa đâu. Hôm đó diệt thẩm, tất cả lời nói của tôi đều phát xuất từ trong lòng của tôi đó. Đừng nói nữa, đừng nói nhiều. Chúng ta đã trở thành người xa lạ, ông phải đi ngay lập tức, đời này không gặp. Xin lỗi nha. Sơ Tam. Dạ Sơ Tam à. Mẹ, Kiếm con có chuyện hả? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Con định ra ngoài chợ để mua thuốc cho Tô Đại Ca. Mẹ cũng có đồ muốn mua. Mẹ cũng đi hả?
Mẹ à, mẹ nói là mẹ có chuyện muốn nói với con mà. Con à, con có biết ngày xưa bên Châu thế nào không? Không biết nữa, con không nói. Vậy chứ con có hỏi không? Chuyện ngày xưa cô không muốn nói, con cũng không muốn hỏi. Dạ khờ quá à. Có gì mẹ cứ nói đi, mẹ con với nhau mà ngại gì chứ. Mẹ hả? Mẹ muốn sớm ngày có cháu nội đó. Mẹ à, đương nhiên chuyện đó một mình không thể làm được. Con là đàn ông, đừng có chiều vợ con quá. Một khi có con thì con người sẽ đàng hoàng hơn nhiều. Mẹ à, con đàng hoàng lắm rồi. Mẹ không phải nói con. Mẹ nói Minh Châu hả? Minh Châu gả về đây không được bao lâu, mẹ cũng lo nhiều lắm. Mẹ à, mẹ thường nói Minh Châu là một con dâu ngoan, Sơ Tâm cần gì phải lo chứ. Lời của mẹ nói con phải nhớ kỹ đó. Dạ con biết. Đi qua bên đó coi coi. Cẩm thạch này đẹp lắm. Ê Sở Tạm à, đừng có đi vội mà. Hãy mua về để lấy lòng Minh Châu đi. Rẻ lắm, 5 cắc một cái thôi. Ê Sở Tạm à, làm gì vậy? Sao lại không mua? Mắc quá mà, đừng mua. Dạ giống ai vậy? Thấy giống giống ai đó. Linh Đề Ca, ở trên bảng viết cái gì vậy? Ồ, triều đình bắt căn phạm thưởng 100 lạng bạc, nếu bắt được bọn chúng không cần biết sống hay chết đều được 100 lạng bạc. Ở 100 lạng bạc hả? 100 lạng bạc quá vậy hả? Nhiều thiệt ha. Thôi vậy nhiều quá. Y không ngờ Tôn đại gia và Ngũ đại gia là tội phạm đó. Đừng nói lớn tiếng mà. Dạ bây giờ phải tính tạo đây. Đừng có chút phiền phức nữa. Mong là hai người họ sớm ngày bình phục, đi phước cho rồi đi. Để con vô mua thuốc xong rồi mình đi nha. Mẹ đợi con đó nha. Bà muốn mua gì? Có thuốc chuột không? Nè Sao ta mà con hãy xem nè. Vàng đó, vàng đó. Mẹ à, mẹ muốn vàng muốn tới điên rồi. Đây là mặt trời và nước biển chứ không phải vàng đâu. Chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều vàng bạc. Nhiều lắm, nhiều lắm. Minh Châu à, con đi thâu mấy cái lưới đánh cá đi. Chỗ này giao cho mẹ được rồi. Dạ, con biết.